thứ sáu, tuần thứ năm, mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Quý vị và các bạn thân mến, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Thật là một điều chân quý và quan trọng mà tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về sự thật hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này, đó là được Thiên Chúa chọn gọi làm con của Thiên Chúa. Thật hạnh phúc vì Thiên Chúa chọn mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta là một thành viên trong gia đình của Ngài, và Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn. Điều này là cần thiết và quan trọng, và mỗi người chúng ta phải nhận biết. Sự nhận biết về sự thật quan trọng này phải luôn được thực hiện trong hành trình đời sống đạo của mỗi người chúng ta một cách thường xuyên. Thiên Chúa đã chọn chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được hoài thai trong dạ mẹ. Ngài biết chúng ta từ muôn thuở và để mắt đến chúng ta, khao khát đưa chúng ta vào nếp sống của Ngài. Chúng ta cần phải hiểu và chấp nhận tin vào chân lý này. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa không chỉ chọn chúng ta thuộc về Ngài, nhưng Chúa còn chọn chúng ta vì sứ mệnh của Chúa. Chúa muốn sử dụng chúng ta để sai đi và sinh hoa trái tốt cho trần gian. Chúa muốn sử dụng chúng ta cho một mục đích và ơn gọi linh thánh. Được là một thành viên trong gia đình của Chúa, cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Cho dù đôi lúc chúng ta cảm thấy không đủ tiêu chuẩn để tạo ra sự khác biệt, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa không nhìn chúng ta theo cách đó. Đúng hơn, Thiên Chúa nhìn thấy cõi lòng sâu thẳm bên trong mỗi người chúng ta và chọn gọi chúng ta để chúng ta biết sử dụng tiềm năng tốt cho việc xây dựng nước Chúa nơi trần thế này. Lắng nghe và suy gẫm về điều Thiên Chúa đã chọn chúng ta và đã cắt đặt để chúng ta ra đi và mang loại hoa trái cho trần gian, chúng ta hãy đón nhận sự kêu gọi của Chúa để được thay đổi và được sai đi để thay đổi cuộc sống của những người khác mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ. Lạy Chúa, con biết Chúa đã chọn con. Con chấp nhận lời gọi của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Con cũng chấp nhận sự thật rằng Chúa đã chỉ định con hoàn thành sứ mệnh của Chúa một cách độc đáo và vinh quang. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết thưa xin vâng trước lời mời gọi của Chúa. Amen.